Kênh Gia Đình Việt Huy Cường TV. Thì giờ này mình mới đi làm về thì cũng ngay giờ ăn cơm của nhà mình. Thì các bạn thấy ở phía sau đây, mâm cơm của bà chủ nhà đã dọn sẵn rồi. Hôm nay mình được ăn con gà đó nha. Đây là mà không phải là gà luộc hay gà gì đâu mà gà nướng, rất là đặc biệt. Thì xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nhé. Mình sẽ quay một món cho các bạn xem. Bữa cơm gia đình rất là đơn giản nhưng mà ngon vì vợ mình nấu mà. Đây, mình quay mâm cơm cho các bạn xem nha. Ăn rất là đơn giản thôi. Một buổi tối ăn nhanh. Đây là món gà nướng ha. Gà nướng mật ong. Đây, gà nướng vàng rụm luôn. Rồi, gà nướng mật ong. Chỉ ăn một món này thôi, gà nướng mật ong. Cái thứ hai đây là canh mồng tơi với canh cua. À, canh mồng tơi với rạm. Con rạm á, canh mồng tơi với con rạm. Mình cũng không biết nó hình thù như thế nào nữa. Chắc nó cũng là cua thôi. Nó giống như con cua vậy đó. Đây là gà nhá. Còn đây là ăn với dưa leo. Rồi hôm nay bữa tối mình không có, nhà mình không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Đi làm về trễ quá. Thì bà chủ nhà cũng đã kịp thời là làm được hai món này rất là nhanh. Các bạn nhìn thấy không? Ươm nè. Thịt gà vàng ươm nè. Nướng với mật ong. Nướng trong lò nướng không khói em. À, lò nướng không khói này, canh đây. Còn đây là cốt ở nhà đây. Cốt ở nhà đang ngồi, không biết là ăn cái gì đây con. Xin ăn cái gì đó. Xin chào các bạn đây con. Xin chào các bạn đây con. À, xin ăn cái gì đó con. Ăn cơm mà, xin ăn cơm mà. Xin chào các bạn đi. Chào các bạn hả. Chào các bạn, mặt lĩnh 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 vậy đó hả. Rồi, bé xin chào các bạn nha. Rồi đây. Ô, em bưng nó luôn đi. Để luôn. À, vợ vừa mới mang ra. Đây có ly nước đá lạnh đây. Chấm với muối tiêu. Gà nướng mật ong chấm muối tiêu. Và đây là cái món mà sau khi ăn xong ấy, mình sẽ ăn. Đố bạn biết này là gì đây. Đây là khoai tây. Củ khoai tây. Lâu lắm rồi mới được ăn lại cái củ khoai tây này đây. Rồi. Có vẻ đói quá, quay nó hơi bị rung nha. Giờ bị đói quá, quay hơi bị rung. Rồi, ok. Vậy nha, bây giờ để coi chị hai Su Su xuống nha. Su Su sẽ ngồi vào bàn đây con. Su Su ngồi bàn đây con. Giờ tất cả các bạn nha. À, ok. Su Su qua đây ngồi được con. Mình ngồi bên này đi. Rồi ok nha, để mình quay bạn Su Su ăn cho các bạn nha. Su Su à. À trời ơi, Su Su chơi nguyên cái muỗng luôn vậy hả Su Su? Kì vậy con. Rồi đây. Bạn Su Su, một mình một chén. Rồi bạn ăn đi. Bạn Su Su phải ăn trước để tí lên học bài nữa. À bây giờ mình sẽ chào bạn đi, chào các bạn chưa? Chào các bạn, mời các bạn ăn cơm chưa? Chào các bạn đi. Chưa mà. Chào ơi. Chưa, nãy có ba chưa có quay. Hai, chào tất cả các bạn. Để đuổi xuống con, chào bạn quay. Hai, chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ thử món. Mình đi học về rồi mình ăn cơm nha. Gà chiên. Cho em cái đường. Gà nướng mật ong. Rồi. Rồi để mẹ lấy cho. Rồi ăn đi. Cho mình. Ừ, ăn hết đến nữa. Tôi đổ nè. Rồi ăn nè bà. Sẽ thử gà nướng mật ong. Đây là cái đùi. Thơm quá. Ừ, rất là thơm. Nhà anh thẳng thử da. Mấy đũa ra con. Ngon quá, ngọt ngọt. Nghĩ sao không ngon, mẹ làm là ngon số 1 luôn. Ngon. Số 1 luôn đúng không Si ha? Dạ. Đó, sushi nó số 1. Có vị ngọt mật ong. Dạ hả, sushi ăn dưa leo cũng là ngon số 1 luôn. Sushi, chào bạn đây coi, số 1.
Số 1. Số 1. Này hả, đây chén cơm của cô Út đây. Chị ta và xin đưa cho cơm. Đây cô Út đây. Đâu đưa chú Út đưa chén cơm cô Út đâu? Cô Út đâu? Cô Út đây. Yeah. Cô Út ngon không cô? Xe ngon không con? Ngon con. Cút ngon không? Xe ngon con? Cút ăn gì đó? Bây giờ mình sẽ ăn thử phần thịt ở bên trong. Đâu, sau khi ăn da rồi thì ăn thịt hả? Dạ. Có chấm muối tiêu không con? Cô ăn gì đó con? Cô Suy ăn gì? Mềm. Cô ăn gì nói mẹ nghe, Suy ăn gì con? Mềm. Hả? Mềm mềm ngọt ngọt. Rồi, xé ra vứt kìa. Cô Suy ăn ngon không? Vứt ra kìa. Mềm ngọt ngọt. Nghe hả? Nãy ngồi ba quay ba ăn nữa trời. Thấm với mật ong nhờ. Ba quay ba ăn không? Thôi được rồi. Cho mẹ. Nhà mình có bé nhỏ ồn ào lắm. Rồi bạn Xuân ăn ngon chưa? Ừ. Ngon lắm hả? Ăn miếng, miếng canh đi, miếng canh coi như thế nào. Dạ mình sẽ ăn canh. Cái này canh gì vậy nè? Canh rau mồng tơi. Bà nội chồng á, rau sạch. Canh mồng tơi rau sạch bà nội cho. Với con rạm. Con rạm. Con rạm mà. Ừ, con rạm giống như con cua vậy đó, nhưng mà nó bé hơn với lại nó... Cua con. Không, nó là cái con biển. À coi vậy là con rạm này là nó là nước biển hả? Nó sống ở biển hả? Ừ. Hay là nước lợ? Nước lợ. Chắc là nước lợ. Nước lợ. Nhầm chán. Cua là sống ở nước ngọt. Ừ, nhầm tí nhầm lâu tay cho bà xin. Đó đó cuộc đó. Sao thấy sao Xu ăn canh thấy sao Xu? Ngon ngon số một. À số một được nào? Cái con này con gì nhỉ? Con bữa đang thắc mắc đây là cái gì? Con rạn. Con rạn. Con rạn. Cái gì con? Này nó mềm mềm. Ừ. Sốt sốt. Rồi ăn miếng cơm vào luôn. Con muốn gì con? Bánh á, bánh á, hũ bánh á. Không có hũ bánh gì kìa. Em muốn cái hũ bánh. Cao su ngon chưa? Ừ, rất là ngon. Ừ. Có nhiều khi bữa tối gia đình cũng chỉ vậy thôi. Một món mặn, một món canh với dưa leo hay cái gì đấy thì món rau salad vậy là cũng mấy. Cho hành mở cho. Vì nhiều khi cũng không có thời gian đi làm về nó trễ quá. Ăn hết hai chai nữa nha. Ừ. Cái gì nãy em quay lên các em nướng rồi rồi. Ok, ăn hết đi hai cho nữa. Trong đó có đậu phộng. Ô, Suy lấy được cái bánh sô-cô-la rồi đó. Thôi được rồi, làm gì nó đổ thế. Dạ, thôi Suy ăn đi con ăn tiếp con. Dạ. Ăn tiếp gà, gà mình chưa ăn hết. Trời trời, là không được. Cái này là hư nè, nó cắt đi không được đâu. Vậy nha, rồi bây giờ Su ăn xong rồi ngon không? Em bé nhỏ bắt đầu quậy lên rồi. Rồi Su ăn xong chưa? Rồi ăn xong rồi con chào các bạn này để ba cho em bé nhỏ đến coi. Bye bye các bạn, hãy like kênh cho kênh Danh Việt Phi Cường TV. Đừng có móc mùa.